Em có biết là Trương ngoài Nấm ra còn có rất nhiều cô gái khác xung quanh không? Khánh Linh nè, Lam nè, ai nữa chị? Không biết. Nhiều lắm. Mà đặc biệt là hai bà chị già này không bao giờ được đi ăn chung hết, đúng không? Đã thêm một lần tổn thương. Đã thêm một lần tổn thương. Sao em yếu đuối quá vậy? Em mạnh mẽ Chưa lên yêu nào. ai chưa? Cũng chân Trời ơi, thiệt đúng như là ồn chạy ào mất ầm dép ĩ. rồi. Chưa chạy mất dép rồi. Sao Ủa? vậy? Đừng có tình mà. Tại cũng tại ai? Ai bảo em làm quá chi cho nó chạy mất dép? Ủa Em có làm gì đâu. Em vô và muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Phải, đây, đây. Tại tớ thích chưa kịp bộ. Sao thế? Sao mà biết, nhưng mà em biết lý do thích chưa thì em không thích ăn chưa nữa rồi. Bây giờ chị gọi cho Trương nha, gọi lại nha. Nhưng mà kiểu như anh chưa đến xa lắm nè, mày sao? Đâu có sáng lánh đâu, bây giờ để chị gọi lại cho nè. Em làm gì đâu, em hứa không chị điện chưa, em thề em không ăn anh Dương đâu. Trời ơi, không ăn hả? Không. Đây, này đây cho chị Ngân gọi, chị không dám gọi này. Em gọi đi, em gọi em nói đi. Thôi chị gọi đi, em cũng ngại lắm. Kiểu đến kêu anh ấy, ấy quá trời. Tại nãy chị Minh chị bắt anh Trương làm nhiều đó. Anh Trương cọc sẵn rồi. Alo, bật loa lên. Chết. Sao? Đâu rồi? Sao thì chạy nhanh vậy? Không ở nữa à? Thôi chị ạ, tuần này sinh ra ai cũng có số cả, mà số em thì chị không biết được nhau, có được nhau thôi. Em phải cố Thế em không đến, không không đến được với chị thì em đến được với người khác, rất nhiều người ấy đang chờ đợi em này. thôi chị ơi, em không thể đến nhà không có đàn ông, xem có thể thấy được. Cái gì? Ai bảo em không có? Ai? Rồi em đến đó là em gặp nhiều trở ngại quá, em cảm thấy cuộc sống nó khó khăn quá, nó ngọt thở quá, em không sống. Bây giờ là bé Tám nó đang đợi em nè, nó buồn nó khóc nãy giờ nè. Thôi thì bé Tám Tám tội nghiệp. nó có gì thì thôi, chỉ là lớn thì bên nhẹ bảo em nó đừng có buồn đấy, con người ai cũng có số mà không ngờ với nhau Thôi về đi. Nó đang năn nỉ em quá nè, em làm sao chứ, tự dưng em làm vậy người ta ngại, tự dưng em bỏ chạy, không nói không rằng gì hết Anh về đi. trơn. Nè giờ xin lỗi người ta đi. Anh Chuông về đi, em muốn em không có ăn anh Chuông ở đâu. Ôi em ơi, sao cuộc sống này sống hết thì nhiều người cũng ham anh mà sao? Trời, nhưng mà em biết vậy em đối thương anh làm gì, tự nhiên ta thích bộ. Anh Trương về đi, chị Ngân hứa rồi, chị Ngân hứa là sẽ không bắt anh làm nữa, về đây em làm cho anh nè. Thì trời, anh thích không, ngày mai em nhuộm hai thứ tóc đi trang anh luôn á. Em cầm nói đi này, cho nó tình cảm này. Sống này chúng ta làm nhau Dạ, ý anh cần cái nợ gì mai em cho anh mượn 50.000. Ok không? Anh nói là cái duyên không có cái nợ cái gì, ngày mai em cho anh mượn 50.000 thì anh nợ em, mình có duyên có nợ luôn Trương ơi, bây giờ là gì em về lại á. nhà đi. Anh mà về đây em hứa một điều chứ không ăn anh. Còn cha mẹ già tôi còn em muốn đây Dơi. Trời ơi, thế còn với chị sao bây giờ mày? Em tưởng cái nhà chị là cái chợ, muốn đến là đến, muốn đi là đi hả? Đã, Em không coi chị ra cái gì hết hả Trương? Đã người ta nói người ta không ăn mà xong mình gì dữ vậy trời, chị có chứ. Bây giờ con Nấm ở đây em cũng không quay lại đúng không? Nè, chị Nấm nè. Ôi anh ơi, quay lại đi anh Ôi ơi. ôi này. Em mà quen biết nãy giờ mày biết nè đây Trương của chị đó nha. Trương nội chị.
chung là của chị. Xài chung. Thì thôi bây giờ. Rồi, bây giờ quay lại không? Đây bây giờ về nè. Bé 8 thì nó 246. Nấm bi 357. Con chị chủ nhật nhá. Con không đủ. Trời ơi, chứ bao giờ thấy Trương nó có giá như bây giờ. Ờ. Bắt đầu là thấy có giá là bắt đầu thích ngâm đó. Kìa em giá Trương. Gì? Em giá ngâm chứ giá gì? Ngâm Trương phần lên đó. Bây giờ là em quay lại đây cho chị liền đi. Bé Bảy nó đang sắp rớt nước mắt ra đây rồi. Trời ơi, tội nghiệp gì nó. Chẳng đời. Em không nên phụ lòng người ta như thế. Đám đông người ta nói nhất là không nên bội bạc. Thứ hai là không được làm phụ nữ rơi nước mắt. Mà quên chị xin lỗi. Ủa sao không phải phụ nữ vậy à? Nói xa dặn đòn rồi hả? Sao phụ nữ rồi nào? Nói sao phụ nữ? Đã đau rồi đau lòng luôn. Tức cái lòng ngực. Đâm thì vừa phải rồi đâm mà còn cháy cháy luôn chị. Sáng. Đó, em lăn quay lại đây liền đi, không là nhà sắp thành xong. Đó. Anh không về có ai chỉ bảo mà chị em tôi. Ê, mà sao tự nhiên là nó có giá thế ta? Ừ. Bây giờ bắt đầu thấy người ta nài nỉ cái là bắt đầu là lên giá. Lúc nãy đứa nào nài nỉ ở đây xin ở đây mà bây giờ không thể quay lại. Thôi tại vì em cũng không làm công ty không giao các mình đang làm ở công ty ấy chứ. Thôi thì bữa sau rồi anh em mình gặp nhau nha em ơi, chứ anh cũng bận lắm nha. Không ai chấp nhận, bây giờ một là em quay lại, hai là em đi luôn. Em nhắm mà em đi luôn mà em không bao giờ quay lại thì em đi. Còn em mà đã nhắm là em đi rồi mới quay lại nữa là không có được. Nhá. Nhà chị là không có phải như cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chị đã hở phải hy sinh để cho mày ở nguyên cái phòng khác ngoài nhà chị rồi. Đó. Cho mày dọn dẹp nhà để mày ở được nhà chị. Bây giờ mày ở được rồi mày lại chạy đi mất. Chị không hiểu nhá. Chị gái này chị lúc mà chị cho em ở thì em xin được chân thành cảm ơn đại gia đình, xin cảm ơn bố Trương đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như chị. Thì em nghĩ là ở ngày thường em đã chịu áp lực công việc rồi, đây là về nhà chị em còn bị áp lực của cuộc sống nữa thôi, cho nên là tôi xin phép đại gia đình em đi ra đi cho nó vui vẻ chứ. Ra đi cho vui vẻ hả? Em chị nhá, thôi chúc mọi người mạnh khỏe nha. Chúc cho bé 8 sắp tìm được một đứa cuộc đời mình nha. Anh xin lỗi vì anh với em nó không chung đường nhá. Trời ơi, tội nghiệp nó thiệt tình luôn ý. Rất có mắc. Thôi, tắt luôn, bye bye, không hẹn gặp lại nhá. Tức cái lồng ngực. Tự nhiên đồ đàn ông thối tha, hận đàn ông. Mẹ. Hồi nơi nó không ở đây thì em làm cho chị vậy. Tự nhiên bây giờ cảm thấy có giá quá à. Mà em thích thì chị dẫn em lên công ty luôn, tìm gặp Trương luôn. Đấy, giờ... Ủa sao mà chửi đàn ông thối tha cơ mà. Tự nhiên cái nói vậy hả? Trời. Mình đã thích là mình phải theo đuổi em cùng đúng không? Đúng rồi. Rồi hai đứa xài chung thôi có gì đâu. Xài chung thì giờ chia 246357 hôm ba đây chủ nhật đúng không? Không thì không có xài chung phần nữa. Sao vừa nay chị bảo chủ nhật? Ý là chủ nhật cho nó dọn dẹp. Nguyên tuần hẹn hò rồi chủ nhật về cho dọn dẹp chứ. Ôi. Đang tự nhiên đấy mời đến cắt cam này kia của em, cho ăn cam chán đời cái thì về mất tiêu. Đang nghĩ tối nay phải để ở đây. Mày sao nghĩ mình tức nó nha. Trời đất ơi. Em bình tĩnh hai đứa thì mình biết na này. Trời đất ơi, Trương nó nhìn vậy nó không dám quay lại nữa. Em khỏi lên công ty luôn đó em cấm này vô là anh An bảo vệ thì chị là bắt lại đó. Em có biết là Trương ngoài nấm ra còn có rất nhiều cô gái khác xung quanh không? Khánh Linh nè, Lan nè, ai nữa chị? Không biết. Nhiều lắm. Mà đặc biệt là hai bà chị già này không bao giờ được đi ăn chung hết, đúng không? Đã thêm một lần tổn thương. Đã thêm một lần tổn thương. Sao em yếu đuối quá vậy? Em mạnh mẽ lên nào? Yêu ai chưa?
cũng sơ sơ. Mới sơ sơ thôi hả? Thì cũng một đống. Bởi vậy không có kinh nghiệm gì hết, người ta phải từ từ. Mình làm trời, người ta có chuyển giới đâu mà kinh với nghiệm ở đây. Chỉnh sơ. Mình phải từ từ, vồ vập vậy người ta mất giá của mình đi. Ừ, người ta thèm, người ta muốn ăn một cái. Trời ơi, thèm cũng phải kiềm lại chứ. Thèm thì phải ra chợ mua. Mình thèm mà mình phải thể hiện sự quyết tâm của mình. Không có được vồ vập như vậy không? Mà sau khi dẫn lên công ty là phải từ từ thôi, nghe không? Anh tại trên đó còn nhiều chai nghiệp lắm. Em lên đấy cái này em lại hết thích chương luôn. Rồi lên đó em thẳng luôn. Em gặp bé 7 em thẳng luôn. Em gặp bé 7 chưa bé 8? Chưa. Ở bé 8 chưa gặp bé 7 rồi. Gặp bé 7 là một phát là Trương là vào chồng liền luôn. Đấy, nó phải Trương ra rìa. À Trương ra rìa hả? Ừ, chứ sao vào chồng được. Thôi được rồi. Ôi. Để bữa sau để lên công ty nhá. Thôi giờ về đi để cho mọi chị đi ăn cái chứ đói quá rồi. Thật sáng giờ bạn hơi nhiều. Không được ông. Trời ơi, bữa nào lại qua chơi nhá. Vậy nào đi lên công ty nhá. Lên công ty mặc đẹp đẹp vào nha. Thì tối chị Ngân chọn cho mấy bộ đồ đi. Ừ, bộ đồ nha. Để chị chọn cho. Không có cần màu gì không? Red coat. Thôi, đừng nên lỡ như vậy. Ok, bye. Bye. Trời ơi. Em lại luôn á. Rồi chưa nó về công ty rồi hả? Hả? Về công ty hả? Đó hả? Ừ. Chắc vậy. Thôi.